khi mà sắn dây được sấy xong ấy thì chúng ta bỏ vào túi thì nó sẽ trông như thế nào? Đằng sau mình bên là hai cái túi sắn dây này. Đây là cái túi sắn dây mà vừa cầm vào nhà mình cầm ở cái tức là cái lông cái lia cái chỗ mà nhà mình sấy ấy. Sau đó nhà mình sẽ bỏ vào túi thì các bạn nhìn thấy không? Đây nó có những cái viên này còn nguyên này, các bạn nhìn thấy viên còn nguyên này. Nó vỡ ra vỡ vụn và nó khi mà vỡ vụn nó sắc cạnh lắm các bạn. Thậm chí các bạn mà nó chọc một thùng của túi ly lon này luôn đấy các bạn nhé, không cần đơn giản đâu. Còn đây là những cái mà khi mà mình đây vẫn là bột sắn dây nguyên chất nhà mình nhưng mà nó bị va vài phát thì nó dễ bị dập như này đấy, nó vẫn là chất lượng cao, nó vẫn là nguyên chất, giá tiền vẫn giống nhau đấy. Nhưng mà mình muốn video này mình muốn chia sẻ các bạn là nếu như cái chỗ nào mà họ bán cái bột chính chuẩn tại họ bán ấy, bột sắn dây từ họ bán ra thì họ sẽ phải có những cái sắn dây như này các bạn nhé. Hoặc là khi mà họ sẽ chụp cho các bạn sắn dây này là bình thường, sau đó thì khi mà đóng lên thì nó có thể vỡ như này hoặc là đập một hai cái vỡ như này cũng là bình thường, bởi vì sắn dây này nó rất là dễ vỡ luôn, thậm chí các bạn khi mà các bạn cầm thôi nó cũng vỡ ra đấy. Còn cái bột sắn dây kiểu như là bột sắn dây mà pha trộn các thứ ấy, bột sắn dây không chỉ nguyên sắn dây, có bột lăng này hay là những cái bột khoai mì ấy, thì nó sẽ không bao giờ có cái chuyện như này nhá. Đấy, đấy là một cái cách để các bạn phân biệt bột sắn dây, để các bạn mua bột sắn dây và mua xỉ bột sắn dây làm sao mà có cái chất lượng ngon và nó chuẩn nhất các bạn nhé. Nếu các bạn nào có câu hỏi về bột sắn dây thì các bạn có thể liên hệ với nhà mình. Nhà mình có cung cấp bột sắn dây toàn quốc. Nhà mình ở Thượng Quận Kinh Môn, các bạn có thể là search Google cái địa chỉ đó, hoặc là các bạn mua số lượng lớn các bạn có thể đến tận nhà mình để kiểm tra và xem nhà mình làm như thế nào. Đấy, chứ còn đấy. À, mình sẽ làm nhiều video nữa để các bạn có thể